Rồi thua rồi. Thì lên 10 nó cũng đã được cái trống nè. Mình kêu thua mình trống cái nữa. Đây đây. Đây đây. Đây đây. Không chung thì đánh cuốn mà mày không biết. Dẫn đi. Dẫn đi. Làm anh rối luôn á. Làm anh rối luôn á. Rồi rồi. Đây là cái tướng nè. Mr. Kho. Chùm cãi nữa. Chùm cãi. Hầu như là mạnh nhất á. Nhớ. Đúng rồi. Xong rồi đến chút cậu bé mình ăn. Chẳng phải lung tung á. Có lần anh đi dưới đây mà trời mưa đó, bằng áo mưa đó. Mưa bão á. Đúng rồi. Lâu quá anh ha. Bữa lên cũng đi trong hai lai luôn. Cũng là gần một năm rồi. Bữa đưa ông Kiệu đó không quên được. Chồng nữa mà. Giỡn mà, đi trên đường. Đi trên đường gặp ảnh đó. Mưa gió. Đúng rồi, bằng áo mưa đi tập thể dục đó. Rồi bữa nay lại gặp lại anh nè. Lấy chiều khai đây thành khai báo đi. Rồi chiều nào cũng chiều này cũng ra đây chơi với anh. Hả? Chiều này cũng ra đây chơi ngồi. Chiều nào cũng ra. Rồi có đánh cờ đồ không? Có đánh cờ không anh? Đi đạo cờ. Chiều đây lúc cũng ra đánh cờ đây. Dạ. Chỗ này là vui ha. Mấy cô mấy chú đồ hay tập trung ở đây nè. Ấy rằng là nghe cái giọng nói là tôi nhớ. Dạ, con chào chú. Bữa quay cái gì cái A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Trưa nay Phương quay lại biển Nha Trang đó bà con cô bác chị. Hôm Phương quay đó cũng có vài khán giả cũng nói là quay lại biển Nha Trang vào buổi chiều. Thì chiều nay Phương sẽ quay cho bà con khán giả xem ha. Bây giờ là 5 giờ kém 10 đó bà con cô bác chị. Bên đây là đường Trần Phú nè. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Mong rằng những cái video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh xem ủng hộ cho Phương ha. Bây giờ Phương sẽ đi ngay chỗ này làm mấy chú đó. Hay đánh cờ ở đây cũng vui lắm bà con các bác chị. Ai đã từng ở Nha Trang đó thì hãy nhớ đến cái khu vực này nè. Rồi bây giờ Phương đi ha. Khoảng 15 phút nữa là phía biển là người ta tắm biển rất là đông bà con các bác chị. Thời tiết hôm nay thì rất là nóng ha. Ngoài này gió rất là mát luôn. Đây là mấy chú đánh cờ này. Rồi, bên này chú đang đứng cờ chỉ. Tháng 7 người 3 mà cơ à. Xe luôn. Đỡ con đó xe sao? Đây là xe nè. Dần cứ xuống chiếu xuống chiếu. Chiếu 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 chiếu. Chiếu là mình cũng lật được. Dỡ con đầu ấy. Đàn xe. Chiếu cho mà chiếu. Chiếu rồi mình đâu có lật được đâu. Con đi chết nữa. Con có chết sao đăng xe về. Đây là mấy chú là đánh giải trí nè ha. Dạ chào chú. Đúng rồi đây vui dạ, mà. Vui mà.
như đánh gì là chơi không? Chơi không? Đánh gì là người nào thua là re đúng không anh? Đánh thua re á. Thua nghỉ, thua nghỉ. Thua nghỉ chứ thua. Thua nghỉ chứ thua ra. Rồi, chú kia là đánh cờ chỉ, anh mà chỉ. Đó, bây giờ chơi không? Xe này chạy không? Đồng xe đó cái vỏ. Bây giờ xe chạy không? Người ta lắc xe qua ta cản sao? Rồi, bên này là phía bên kia, bên này nè. Vậy mỗi lần mà bên này chỉ mình chỉ có một bộ cờ nữa ngon ha. Có một bộ cờ nữa. Có một bộ cờ nữa. Đây mà đang ngồi đứng dọc tay cơ mà. Đây đó. Chơi luôn, diễn luôn. Ừ, diễn luôn. Chơi không được chỉ á, chơi không được nhờ chỉ nha. Sỉ chốt. Đây là đánh tu ra. Nhớ là nhất ra chơi vậy. Từ ta đang giao tay mà chỉ bồi ủa mà bồi tàu leo rồi thứ bảy giờ có cái đó là bỏ bồi rồi bỏ bồi lên 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 pháo con kia lên đi rồi khán giả nào mà mơ cờ thì xem video này nha chết chưa chạy chưa chạy chưa rồi pháo đưa qua nè chú đang suy nghĩ dùng bỏ mẹ xuống dưới xuống nha ai 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 hát đi giật về đúng rồi giật về giật về nước thử lắm mà giật về để đẩy sắp đầu lắm vừa đánh đâu ngồi chạy trước hải đồ tám mà nó còn hải đồ bảy mà mất hết nút rồi bộ nào dớt có khi nào mà anh nào vẫn còn nằm ván không anh hả? Ngồi ngồi trụ nằm ván không cũng có không có này nè ông này trụ được nằm ván nè anh đâu đó hả đâu đó ổng trụ được năm ván là ổng từ hải đội 8 mà ổng xuống thành hải đội 7 đó rồi bên đây là mấy anh cũng đang rót lại say sưa nè chăm chú luôn nè ha chị lựa gì lắc về lắm lắc ra lắc về nó chống tướng sao mà lắc ra giả kiếm quân con xe đó xuống đây là ông gì xuống đó sao giờ ấy được chặt ở đây nếu nó quấn lên tướng sao một xe một phá một mã mà không dở làm sao cũng biết ta được đủ cái con này mà con xe thì đủ là đúng rồi đi nó cũng bồ vô sắp lộn mẹ rồi ở đây có câu lạc bộ cờ tướng không anh có chưa ha đi thi giải đồ tỉnh đồ có không đó, ở đây không có hả chú không biết nữa dạ nước qua nhà nước không ở đây nó cũng đại diện cho một có không không hả đây là đánh cờ tu ra mà bắt con xe cái gì đâu sợ chơi nó luôn chơi cho hết luôn bây giờ Phương đi xuống đây ha ở đây cũng có hai hai trò đánh cờ này bên này là mấy chú cũng đánh ít ở ngoài các bàn ha dạ chào anh dạ lâu lâu ghé cái này xem thành phố hả dạ thành phố hả quay cho khán giả xem á mà dạ nghiệp dư mà nó giải trí mà đánh thua re mà không anh ha dạ thua re mà khách du lịch mà đi ngang ra cũng chơi luôn cái mình có bóc số mà thứ tự đó vô không anh không dạ nhiều bàn lắm
bây giờ em ví dụ em đi du lịch đó em muốn vô em chơi được, rồi được, không được cũng được à, nếu mà anh hay anh vô chơi giao lưu dạ giao lưu dạ 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 quan trọng dạ khách du lịch mà tới đây chơi cờ tướng giữ lại cái kỷ niệm ha, cái đam mê là chơi được à, đam mê là chơi hết ở đâu cũng được, biết chơi cờ tướng là vô được tay tàu như bữa dạ có khi nào tay tàu rồi vô chơi không có hả có một hai tàu à, đầu nghiệp dư à, nghiệp dư thôi làm gì nghiệp dạ. Có giờ mấy này dạ chơi cờ thấp quá dạ vô con dạ dạ chí mà rồi đánh mình có đánh mà cà phê cà pháo gì không không à đi đánh thu rê thôi quýnh cà làng mà dạ quýnh cà làng mà cà làng cà sớm mà một người quýnh năm người chỉ luôn dạ quýnh chỉ á quýnh ăn chỉ á đánh cả hai người mà chỉ nhiều á bỏ cái chục chỉ luôn á chỉ tay á dạ à, bên này là chú chỉ nè à, bên kia là chú chỉ nè hai chỉ thôi sao chỉ không à chưa có lượng nha rồi rồi vậy bên này là chắc là anh này là du lịch rồi dạ tôi á dạ ở đây ở đây dạ đi tập thể dục thôi dạ đi tập thể dục thôi đi dạ 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 vui ha anh ha chỉ có buổi chiều mấy giờ là có mặt ở đây anh 3 giờ là tập trung rồi dạ 3 giờ là tập trung rồi 2 giờ dạ nói chung ai rảnh giờ nào tới giờ đó dạ lâu quá rồi là lâu quá rồi lâu quá rồi là lâu quá rồi có chú nào mà đánh trụ mà 5 ván trụ không không ra á có luôn dạ eo được hả quýnh chiều đến tối luôn đứng trụ luôn ngồi trụ luôn á ngồi trụ luôn á trụ luôn mà ngồi ngồi mỏi mà cũng ráng luôn mà dạ thôi em chào anh nha chúc anh vui vẻ rồi chào anh ở đây toàn là cờ chỉ không à rồi bên này cũng có một chỗ đánh cờ nữa này kênh của em là Nhã Trang Biển Xanh á sáng mai là thấy anh trên toàn thế giới luôn nha Nhã Trang Biển Xanh dạ đúng rồi Nhã Trang Biển Xanh à. Dạ em hay dạ có làm gì không muốn người ta nói chuyện đâu dạ thì nói chuyện thì đang nói chuyện đến cờ nè dạ rồi em chào anh chào dạ rồi mình buổi chiều nào anh cũng ở đây ra đây chiều nào anh không ra đây dạ nên mà bây giờ lớn tuổi rồi ra đây dạ. Coi đánh cờ đánh dạ. Đồ giải trí với đồ dạ. Thư giãn thôi rồi giao lưu thôi ha giao lưu dạ có mấy tập tỉa dạ ai à coi như là có mấy chị nhờ mấy chị ra đây là coi như là có mấy chị nữa nhà anh gần đây không anh là ở 126 Hồ Văn Thụ dạ Hồ Văn Thụ anh là nhiếp ảnh gia dạ 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 nhiếp ảnh gia anh tên là Long Thành à Long Thành em gặp anh rồi vậy là hôm nay là em gặp anh rồi vì có một người rất là biết anh hôm có nhắc đến anh đây là anh Long Thành à, hôm nay thì Phương đã gặp anh Long Thành rồi ha nếu mà anh khán giả em thì không nói tên thì anh nói là thấy được hình ảnh này là nhớ đến anh nè đây là anh Long Thành đang có tranh đó ảnh trắng đi đúng không rồi đúng rồi em có đến nhà ngang qua nhà anh một lần anh rồi học anh là bắt đầu làm học nghề từ lúc anh 13 tuổi dạ anh là đẻ ra ở dưới Vĩnh Nguyên dạ mẹ anh là người của bé dạ à vậy là anh em cũng cô bé rồi thôi em chào anh em cô bé luôn em cô bé luôn xóm trên xóm dưới em xóm giữa là biết nhà số cao rồi không dạ đúng rồi nhà ông số cao đúng rồi nhà chị Thêm rồi đó vừa rồi em có phát quà của chị Thêm tại Vĩnh Trường rồi đúng đúng không anh có coi clip đó không không anh không coi em đây thôi rồi có cô ba nữa nhưng mà cô ba chị Thêm rồi là chị anh đúng rồi rồi bữa nay là gặp anh cũng là cô bé luôn ha 73 tuổi rồi dạ thì hôm em quay anh đó có một cái khán giả bên Úc nhắc đến anh à cũng anh đó cũng là nhiếp ảnh như anh
Rồi cái này thì em cũng không tiện ra đâu, tại vì ảnh có nhắc đến anh. Anh biết anh. Thì có gì thì anh xem bình luận nha. À, đó. Đây là anh Long Thành đó bà con cô bác chị. Nếu mà anh xem được thì thấy ảnh chiều hay ra đây. Rồi đó. Rồi ảnh cũng là quê của bé quê Phương luôn. Đó. Chị Thêm, chị Thêm hay coi kênh của em lắm á. Chị Thêm đó. Đúng rồi. Đúng rồi, chị thấy. Đúng rồi, coi kênh em rồi đây là. Cái kênh của em là gì? Nha Trang Biển Xanh. Dạ, kênh đó rồi. Đúng rồi. Ok, tốt rồi. Tốt rồi. Dạ. Ngày 6 giờ ngày mai là có anh trên toàn thế giới luôn nha. Rồi rồi. Rồi chị Thêm nó ủa đủ em đâu, em đâu đây đây nè. Ok ok. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Hôm chị Thêm với chị Vui. Vui vui cái gì? Dạ đúng rồi. Hôm vừa rồi Tết về đó. Đúng. Là có phát quà. Có video đó em có quay. Đúng rồi, chị Thêm nè, chị Thêm nè, rồi cô Bê nè, rồi chị Vui. Rồi đây này, em ở ngay chỗ xóm giữa là ngay chỗ cái chùa á. Biết rồi. Dạ. Dạ anh Tĩnh, chắc anh đã biết ba em rồi. Chắc cũng bằng dạ. Tin rồi ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Gặp già biết à. Dạ đúng rồi. Anh biết mà. Rồi. Thôi em chào anh nha. Rồi, chào anh Long Thành. Rồi. Chiều nào anh cũng ra đây tập thể dục với bà con có bán chị. Bên này là cũng một ván cờ rồi nè. Chú bên này suy nghĩ ha, rất là căng luôn á. Trời ơi, trời nhập cung ơi, chết rồi thôi. Ghê ghê không? Rồi, bây giờ Phương sẽ tiếp tục đi xuống này ha. Chỗ này là không có gửi xe bà con có bán chị. À, mình xuống tắm biển đó, mình khóa lại. Bên này cũng có một chỗ đánh cờ nữa nè. Anh này dẫn đường. Rồi đang chơi cờ mà. Ở đây cũng vui quá ha. Dạ chào anh. Dạ. Đây vui mà. Dạ đánh ơi. Dạ. Dạ cờ cao nè. Đây. Cờ cao nè. Bên đây là cờ, cũng là cờ chỉ á. Giới thiệu đi tỉnh luôn. Dạ. Đánh câu lạc bộ được chưa? Thì cho đọc câu lạc bộ rồi chưa? Dạ. 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 Câu lạc bộ U Chí 19 giờ trên. Rồi, đây là 19 giờ trên đó câu lạc bộ U Chí á. Đây nè. Ăn với xi lông mấy vậy? Đó. Đây 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 đây. Bây giờ đây nè. Ủa ai đệ tử? Đây đệ đây đó hả? Đi bảy nước rồi sáu nước mày nói. Sáu nước là đây là sáu nước à. Đi sáu nước à. Sáu nước còn sáu nước sau là. Sáu nước sau là của mấy ông này đi. À mấy ông này đi không ạ? Còn ông này là bảy nước. Ông bốn nước, ông bốn nước chưa chưa xuống. À chưa bốn nước. Bốn nước đầu thôi. À bốn nước đầu thôi. Mấy ông kia đi à. Đi thôi. Chỉ thôi. Cho chỉ mà. Rồi bây giờ chỉ nè. Chỉ nè. Chỉ nè. Đã bắt đầu chỉ à. Bắt đầu chỉ à. Chỉ là sáu nước là chỉ mà. Đó. Quay về kỷ niệm quay vào kỷ niệm ha. Nấu bồ lên, nấu bồ lên, nấu chốt bồ lên, nấu chốt bồ lên sao? Nấu bồ lên. Quay về kia này bắt đầu học sinh. Đó. Nãy chạy qua bắt luôn rồi. Nó còn một kiếm cây này mà nó thấy là. Nhìn nào. Xanh rồi. Rồi chốt. Rồi. Ủa bên nào thua rồi? Một dán rồi. Một dán rồi hả? Một dán rồi. Làm ông rối luôn mà. Đánh hai dán quốc hai dán luôn. Rồi.
ăn bát siêu long 2 gián đến 2 gián. 1 gián bát siêu long được 2 gián. Thôi em chào anh nha, chúc anh phát triển sức khỏe. Bữa nào gặp. Dạ dạ. Đồ bắt bắt tay cái được. Rồi rồi rồi. Rồi bữa nào tới quay nữa nha. Đồ anh YouTube thắng cái bắt tay. Rồi bắt tay. Bé này chọc hoài à. Chọc anh hoài à. Anh bị rối. Móc cái nhẫn ra bữa cái ông kia bị vậy đó. Anh rối lên anh đâu có đánh được. Bây giờ Phương sẽ đi xuống sát biển ha. Nãy giờ đứng đó quay phim lắm, anh cũng giỡn vui lắm bà con có bán chị. Bây giờ là 5 giờ 20 rồi và còn có bán chị. Bây giờ Phương sẽ đi xuống một đoạn nữa ha. Rồi vô. Quay vlog hả chú? Đúng rồi, chào con. Dạ, chào chú. Chiều nào cũng có mặt ở đây hả con? Dạ, có, ngày nào cũng có ở đây. À. Xuống kia quay mấy đứa nhỏ kìa. Hả? Đứa kìa. Quay người lớn chứ quay nhỏ chi. Cháu ơi, chào con. Tên Nha Trang Biển Xanh con. Nha Trang Biển Xanh hả? Đúng rồi. À, tối đây có clip chưa? À, sáng mai 6 giờ. Rồi 6 giờ thấy con nhanh nha. Rồi Nha Trang Biển Xanh đúng không? Đúng rồi. Vậy đó hả? Ngay chỗ này mới đông bà con có bán chị.
À, bên đây là đem ốc ra ăn luôn ha. Bên đây là ốc nè, gia đình đem ốc ra ngồi biển ăn nè. Đây chị bán bánh bánh tráng trộn ha, tráng thịt nè. Ra bắp bao nhiêu một trái chị? Xin chào. Madame, merci. Chú đang trên bếp nè chú. Đúng rồi, nha trang biển xanh con. À, nhưng một cái này là bao nhiêu tiền? 15 hả? Bánh nhiêu tiền? Đây nhiều cái em. À, 15 ngàn, đây là 15 ngàn nè. Ồ, tắm biển là giờ này là Linh ăn đúng bài luôn ha. Đúng bài luôn. Chiều nào cũng tắm biển đây hả con? Dạ đúng rồi. Ồ. Nhà đây. À, nhà ở đây. Bữa nào cũng bốn bạn ha. Dạ. Rồi, xin chào, chào con. Rồi, chào chị bán bắp nè. Mình ở vậy thôi đánh sống đánh mất cái này sao? À. Đúng rồi. Bây giờ Phương sẽ đi lên cái lối đi bộ ha. Thôi chào mấy con nha. Xin chào. Bây giờ Phương sẽ đi lên lối đi đi bộ trên này nè. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh xem ủng hộ cho Phương ha. Ngay chỗ nên là mấy chị đang tập thể dục nè. Nãy giờ Phương quay biển Nha Trang cũng rất lâu bà con các bạn chị. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.
bỏ. Để xe nước đi. Chiếu chuyện lên. Nãy giờ mấy dán rồi anh? Bỏ bớt rồi. Nãy giờ mấy dán rồi? Nhiều quá. Dán rồi hả? Nhiều rồi. Dán rồi. Chờ em một quay. Dạ. Cho em một này vô, em một vô coi như là đánh coi như là thua đây á. Thua em ơi, thì đó chiếu trong khoảng ngửa đó điền chiếu đây nè, lo là chiếu đây nữa đâu cờ tới nói anh không tháo đi đừng có cãi thầy, cãi khoa thủ hết thầy. Ở đây vui rồi bác Mỹ nữa nè, buồn lên sống cái gì nó mới thoải mái chứ. Mình làm ăn nó căng thẳng hơn. Đâu rồi, mai đi.